Xin chào toàn thể anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại với Thế Anh Radio. Để tiếp tục các video, hôm nay bên em xin phép để giới thiệu cho anh em một số mẫu mic mà bên em còn lẻ một bộ hoặc hai bộ hoặc là còn một tay. Và hôm nay sẽ bán cho anh em một mức giá rất là tốt. Cam kết là một mức giá rất là tốt để cho anh em nào có nhu cầu thì rất dễ có thể mua được hàng này. Thì trước khi vào video, anh em nào chưa đăng ký kênh, chưa like cho bên em xin một đăng ký kênh, một like. Và nhớ nhấn chuông để cập nhật các sản phẩm mới bên em. Sắp tới bên em cũng thanh lý rất là nhiều hàng, thì anh em nào có nhu cầu hoặc là có ý định mua hàng thì anh em có thể là đăng ký kênh hoặc là nhấn chuông để cập nhật các sản phẩm mới khi bên em lên video. Đây, và trước mắt các bác đây, em xin giới thiệu cho anh em hai bộ mic BBS 6 số tự ngắt nhá. Hôm nay em giới thiệu đây, em sẽ quay cận cảnh cho anh em nhá. Hai bộ, chỉ có hai bộ duy nhất này thôi. Một bộ trên là có mã là U5000Q, dòng 6 số tự ngắt của BBS nhé. Dòng thứ hai là U4100GS, đấy, cũng là dòng 6 số tự ngắt. Đấy, anh em có thể xem thiết kế của hai con này, thiết kế rất là đẹp luôn. Em sẽ quay mặt sau cho anh em nhé. Mặt sau này, đây, cả hai con thì đều có rắc ca lông và 6 ly cả hai bên hoặc là 6 ly AB. Anh em nhớ mua về hát gia đình thì cắm vào đây. Em sẽ tặng dây rắc phụ kiện đầy đủ cho anh em. 6 ly anh em cắm trực tiếp vào đây. Anh em nào ca lông thì cắm riêng biệt, có anteng rời. Đấy, anteng rời bên em cũng sẽ tặng đầy đủ cho anh em. Con này em sẽ bao cho anh em làm sự kiện, dạp cưới hoặc là hát gia đình thì là yên tâm. Rất chi là cam kết cho anh em là chất lượng. Hàng nguyên zin, bảo hành 6 tháng cho anh em, bảo hành rất là dài hạn. Để anh em yên tâm mua hàng và sử dụng. Đấy, con 4100 này cũng vậy. Thiết kế mặt trước cũng là rất là đẹp luôn, mặt sau cũng có ca lông đầy đủ, anteng rời. Và con này 4100 này nó thêm một cái chức năng là sạc pin, anh em có thể cắm pin sạc vào đây. Cắm pin vào đây, sạc trực tiếp 4 quả một lần. Rất là tiện dụng cho anh em nhé, 4 quả. Mọi chức năng hoạt động bình thường. Rất là tốt cho anh em luôn. Và đây em xin phép quay về tay mic. Đây, đây là tay mic của hai con này. Em có thể xem rõ nhá, em lấy nét lại. Đây, đây là hai tay mic. Đây là tay mic của U4100 này, màu trắng này, mặt trắng, tay trắng này. Đấy, tay mic của U5000Q, tay xám, rất là đẹp luôn. Hàng này là hàng 6 số tự ngắt nhá. Anh em có thể coi là coi trắng này. Con này thì do ra tiếng là rất là hút tiếng tốt này. Hút tiếng tốt, tiếng nhẹ và ra chất âm của nó rất là hay. Dòng 6 số tự ngắt của BBS thì anh em yên tâm dùng. Rất là hay cho anh em nhá. Thì em sẽ alo cho anh em và báo một mức giá rất là tốt. Đây, em sẽ alo qua. Đây, con là 6 số tự ngắt, cầm lên phát là nó sẽ hiển thị là tần số luôn. Còn đặt xuống 3 giây nó sẽ tự ngắt tiếng. Alo 6 7 8 9 10. Nên nên 6 7 8 9 10. Nên. Khi biết em mang kiếp cầm cá, đêm đêm phòng trà dâng tiếng hát cho mọi người. Bạc tiền mua vui hỏi rằng em ơi còn yêu anh nữa không. Đấy thì em cũng alo cho anh em cảm nhận qua về chất âm của hai con này. Còn em cam kết cho anh em hàng nguyên zin, bảo hành 6 tháng. Anh em mua hàng thì nhận hàng, kiểm tra, thanh toán rất chi là bảo hành, như vậy là rất chi là uy tín cho anh em rồi. Đấy thì em xin báo giá cho anh em hai con này, em thanh lý cho anh em một mức giá rất tốt. Dòng BBS 6 số tự ngắt ở ngoài thị trường bán dòng này thì rơi vào khoảng 2,3 triệu, 2,2 triệu đến 2,3 triệu, nhưng hôm nay em xin phép bán cho anh em một mức giá 1,800,000 bao ship. 1,800,000. Anh em có thể mua hàng, có thể nhắn tin chốt mic U5000Q hoặc là chốt mic U4100. Chốt mic em báo giá 1,800,000 bao ship, tặng đủ giấy rắc cho anh em nhá. Hai con giá đồng giá như nhau. Đấy, rất chi là giá rất là tốt cho anh em. 1,800,000 bao ship đầy đủ cho anh em nhá. Đấy thì anh em nào mua hàng nhắn tin lên số điện thoại 0984 896 799, anh em có thể alo trực tiếp hoặc là nhắn tin chốt mic U5000Q hoặc là chốt mic U4100 nhá, đến số điện thoại 0984 896 799. Đấy, 1,800,000 em bao ship toàn quốc cho anh em. Đấy, hai bộ duy nhất cho anh em. Ngoài ra thì em cũng giới thiệu cho anh em đây, tiện video em sẽ giới thiệu cho anh em còn mã mic đây, mã mic Bayer nhá.
em vẫn còn Bayer này, Bayer BS Q7 V2, tay rất là đẹp bằng gold đấy, tay rất đẹp bằng gold, 1.800.000 bao ship nhá, con này cũng 1.800.000 đấy, rất là đẹp luôn. Và đây xin phép là có một bộ lẻ một tay, một độ U5000A em đã kiểm tra test rồi và bị lỗi một tay, còn một tay vẫn sử dụng ngon này. Ok, hàng 6 số tự ngắt, bán thanh lý cho em 500.000 U5000A nhé, 500.000 một bộ này, anh em vui lòng nhận hàng, thanh toán 500.000 và ship. Bộ này em không bao ship nhá, bán rất rẻ rồi, không bao ship, 500.000. Ok, giá rất là tốt cho anh em nhá. Đấy, để anh em nào mua hàng cứ alo trực tiếp hoặc là nhắn tin đến số điện thoại 0984 896 799 nhá. Cảm ơn anh em đã xem video.